chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe VinFast VF7 2023. Nằm giữa VF E34 và VF8, VinFast VF7 thuộc phân khúc SUV hạng C liệu có được đánh giá cao giống những người anh em cùng nhà không? Theo dự kiến, xe điện VinFast VF7 2023 được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam với hai phiên bản Eco và Plus. Ưu điểm: chạy điện thân thiện môi trường, thiết kế đậm chất tương lai, nội thất rộng rãi. Nhược điểm: chưa có nhiều trạm sạc điện tại Việt Nam. Kích thước của VinFast VF7 2023. VinFast VF7 2023 có kích thước tổng thể 4545x1890x1635mm, trục cơ sở dài 2840mm. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng C vẫn chưa có đối thủ. Song, khi xét qua động cơ xăng, VinFast VF7 thua kém hơn Honda CR-V 4623x1855x1679mm, Kia Sportage 4660x1865x1700mm và Hyundai Tucson 4630x1865x1695mm về chiều dài và cao. Với các thông số trên có thể thấy, VinFast VF7 là mẫu xe phù hợp dùng để di chuyển trong thành thị, mật độ giao thông đông đúc. Tuy rằng so với đối thủ, thân hình của VF7 khá nhỏ gọn, nhưng phần chiều rộng vẫn được đánh giá, đem đến không gian nội thất thoáng đãng cho người dùng. VinFast VF7 2023 gây ấn tượng nhờ sở hữu phong cách cá tính và tinh tế trong từng chi tiết. Mẫu xe nhà Vin là sản phẩm được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút. Nhờ đó, các đường nét trên VF7 đều mang đến tinh thần thẩm mỹ cùng kiểu dáng hướng đến tương lai. Nhìn trực diện, đầu xe VinFast VF7 2023 được tạo hình trông là khá vuông vắn và lạ mắt. Mùi xe vút thấp cùng những đường gân dập nổi mang đến vẻ thể thao, khỏe khoắn. Nổi bật nhất là dải đèn LED trải rộng sang hai bên mang dấu ấn VinFast. Phía dưới trung tâm là bộ khuếch tán gồm hai thanh chrome tạo hình chữ L ngược, nhấn mạnh vẻ hầm hố. Cụm đèn pha thiết kế hình dáng đặt thấp bên dưới cần trước và được trang bị hệ thống đèn LED projector cho hiệu năng chiếu sáng mạnh mẽ. Thân xe VinFast VF7 2023 được giới một điệu dành nhiều lời khen có cánh nhờ kiểu dáng SUV light copy với phần nóc vuốt dần về sau. Thêm vào đó là các đường gân dập nổi kéo từ đầu đến đuôi xe toát lên vẻ thời trang không kém cạnh với các dòng xe sang. Gương chiếu hậu VF7 với hai tông màu tương phản cá tính, tay nắm cửa dạng ẩn giúp tối ưu tính khí động học. Cổng sạc điện đặt kín đáo tại trụ A. VinFast VF7 2023 sử dụng bộ mâm đa chấu phối hai màu có kích thước từ 19 đến 21 inch tùy từng phiên bản. Đi kèm theo đó là bộ lốp PLD P02654040R21. Phía sau đuôi xe VinFast VF7 2023 gây bất ngờ với kiểu dáng lạ mắt. Sải đèn LED hình chữ V trải dài mang đậm tính thương hiệu vẫn xuất hiện tại khu vực này. Cụm đèn hậu hình tam giác đứng được đặt gọn gàng hai bên đuôi xe. Khu vực cản sau và xung quanh biển số sơn màu đen bóng tạo sự tương phản. VinFast VF7 có 7 màu: Sunset Orange màu cam, Blue màu xanh dương, Crimson Red màu đỏ, Desert Silver màu bạc, Bright Mihi White màu trắng, Jet Black màu đen, Neptune Grey màu xám. Khoang nội thất VinFast VF7 2023 vẫn giữ nguyên lối thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế, hơi hướng tương lai. Tại khu vực tắp lơ, mọi chi tiết dư thừa đều được hãng lược bỏ. Điển hình là cụm đồng hồ phía sau vô lăng đã không còn, thay vào đó thông tin sẽ được hiển thị tại màn hình trên kính lái. Vô lăng của VinFast VF7 2023 được thiết kế có đáy vắt phẳng thể thao, ba chấu, bọc da, phối hai tông màu trùng với màu ghế. Đồng hồ hiển thị thông tin sau vô lăng đã được loại bỏ, thay vào đó là màn hình HUD hiển thị trên kính lái. Ngay trung tâm của VinFast VF7 2023 là màn hình đa phương tiện kích thước 15,6 inch với độ phân giải lớn. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ thêm nhiều tính năng thông minh như điều khiển bằng giọng nói, dạng trợ lý ảo, cập nhật phần mềm từ xa, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Điều hòa của VinFast VF7 2023 sử dụng loại tự động hai vùng, giữa các hàng ghế là bệ tỳ tay kích thước lớn. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài tới hàng ghế sau. VinFast VF7 sử dụng động cơ điện cho cả hai phiên bản là VF7 Eco và Plus. Đối với phiên bản VF7 Eco cho công suất tối đa 201 mã lực, mô men xoắn tối đa 310 nm, dẫn động cầu trước FWD. Trong khi đó, bản VF7 Plus cho công suất tối đa 349 mã lực, mô men xoắn tối đa 500 nm, dẫn động cầu trước 4 bánh AWD. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.